À, chào mừng các bạn đến với chương trình Bếp Ăn Gamer. Hôm nay là Duy Nguyễn đích thân vào bếp cho các bạn. Xin giới thiệu bạn, trên tay của Duy Nguyễn là siêu phẩm đến từ xứ sở cá hồi Na Uy. Wow. Mà cái loại này là bánh protein bỏ vô nướng ăn như vui trứng vậy, ngon lắm. Nói chung là gamer mà không mà chơi cái này thì đó là bỏ đi kiếp gamer. Rồi chiên dễ lắm, mua chảo không dính, ở siêu thị mua chỗ nào cũng được đó, mua loại xịn xịn đó. Rồi xong bây giờ mình đổ bột vô. Đổ bột vô, ăn nhiêu đổ nhiêu nha, thoải mái đi. Còn bây giờ đối với Duy Nguyễn, súp thì không là vấn đề. Chơi đại nhiều nhiều đi các bạn. Lường chi có cái muỗng kìa. Đó là lường, còn cái này không cần lường. Đó, đổ lại đi. Nửa tô luôn đi. Chơi cho nó sốc bạn. Tập game xong ăn vậy là cho nó sốc nha. Đó, thấy ghê chưa. Mỗi lần mình livestream á là mình ăn, bạn hỏi ăn gì đúng không? Đổ vô giống như trứng vậy đó bạn. Rồi, đổ như vậy đi. Đổ trước như đây thôi. Nó quậy quậy lên coi nó tan tới cỡ nào. Quậy nhẹ thôi, quậy mạnh nó văng ra ngoài hết bạn. Bảo đảm bạn chơi cái trứng này không ngon, không tiền. Nó được rồi thấy không? Rồi quậy. Quay tay đều đều nha. Nè, quay đều. Rồi, cái chảo này nóng chưa? Quậy càng đều bánh nó càng ngon nha các bạn. Bạn ngồi bạn quậy đi, quậy chừng 2 phút thôi đều à. Nè, quậy nè, mua cái đồ giống vậy. Cái đũa quậy không ăn thua nha. Xong cái mình quậy đều, mình quậy dính vô vách nè. Đó, mình quậy dính vô vách của cái tô. Cái này trong miền Nam cứ tô, ngoài miền Bắc kêu cái loa. Mấy bà nội chợ bà nói công thức này nọ 1/3, 1/4, bao nhiêu muỗng đường, bao nhiêu muỗng muối rồi, tôi mệt quá. Gamer là chơi vậy nè, nhanh. Nhanh. Rồi ok, để vậy đi. Đó, vậy đó. Rồi, mình ngồi mình chờ mình chém gió bạn. Giờ cái này uống gì? Phải có đồ chơi cho nó bạn. Không đùa, trời đất ơi, không có ăn mà ăn bánh mà uống nước trà hết nha. Bánh là phải uống gì? Uống BCA, uống amino. Nói chung là BBT hân hạnh cung cấp cho bạn một chuỗi sản phẩm khép kín theo một cái vòng tròn. Chạy đâu cũng về BBT hết. Súp là xưa rồi. Đó, chúng ta quan trọng bánh. Chờ chút đi, chỉ cho bạn dấu hiệu nó chính. Đó, chơi muỗng. Mình vào mình chơi muỗng gửi đi. Bây giờ các bạn nhìn vô nè, sao thấy nó chuẩn bị nó chín nè. Bảo đảm ở dưới nó gần khét luôn á. Đó thôi, Duy Tràng đang chỉnh mức bốn đó nha. Còn giờ có cái đũa vẽ tim, vẽ hoa, vẽ chữ I love you đồ lên đây, muốn làm đó là. Trời ơi, mày chỉnh lẹ đi mày ơi. Mày chỉnh lẹ đi, cái trứng này nó lâu chín quá. Chiên trứng nha, bí kíp chiên trứng nha các bạn. Mày chỉnh lẹ đi. Minutes later. Được không? Rồi. Nè. Nó. Ê, quay khúc này đọc nè. Bây giờ nó thiệt chứ các bạn, nhưng lật bản này xưa rồi. Lật bản này xưa rồi, chơi luôn này đi. Mấy con nhỏ con gái đó, nó vô bếp nó điệu lắm bạn. Nó cầm đồ lật đồ, tôi làm luôn cho lẹ. Nè, bảo đảm. Hơi nóng. Không, nhận nó xuống. À, bánh nó làm nó phải dày. Nó nằm một cái trần rồi các bạn. Nó nằm một cái trần rồi. Mốt mùi bồ tai nữa. Không làm nó phải có độ giòn mà. Ăn nó giòn gập. Hôm bữa coi YouTube, không phải coi YouTube mà coi Facebook, cũng có mấy bạn khách hàng mua hàng này về, không làm nhìn nó nhão nhẹt như bánh xèo. Trời được coi, nhìn ăn vậy ngon làm gì trời. Ăn nó phải giòn này nọ. Ok, đẹp rồi đó. Wow. Đây là cái trứng siêu to khổng lồ, đẹp không? Ê, rất... Quý. Lại đây. Đẹp không? Đó, giờ để cho nó nguội nguội tí xíu rồi cái mình cắt ra như pizza. Pizza Hut. Pizza Domino. Protein pancake
bánh protein đến từ Na Uy với công thức đặc biệt rất riêng của hãng Protein Fabriken. Giàu protein hơn, nhiều chất xơ và không chứa gluten. Với cách pha chế đơn giản và nhiều ưu điểm nổi bật từ thành phần dinh dưỡng, Protein Pancake không chỉ dành cho người tập luyện, vận động thể thao, mà đây là chiếc bánh thơm ngon, đủ dưỡng chất cho cả gia đình. Vẫn tốt nhất, hãy gọi về tổng đài 1900 2050 hoặc hotline 0934111640 hoặc đặt hàng tại website thol.com.vn hoặc mua hàng trực tiếp tại địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại BBT 107-109 đường số 6, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.